Ok, chào toàn thể anh em, chào toàn thể các bác đam mê nhé. Lại tiếp tục lên cho anh em làm một cái video của cái đầu xuân năm mới này. Đấy thì trong cái chương trình này em giới thiệu cho anh em đam mê chơi là cái mẫu laser con rán. Đấy, laser con rán dùng cho anh em lắp vào súng PCP nhé. Đấy. Và lại một cái điều đặc biệt nữa, trong cái những ngày đầu xuân năm mới thì em sẽ có một cái chương trình khuyến mại như cái tiêu đề mà em đã đăng ra là mua 1 tặng 3. Đấy thì là như này. Khi anh em mua một cái laser con rán này thì em sẽ tặng cho anh em thêm kèm là 2 quả pin này nhé. Đấy, kèm theo là 2 quả pin này. Đấy. Thì là trong cái laser con rán anh em đã biết nó có sẵn cho anh em là 4 quả pin nhé, 4 quả pin cúp áo. Đấy. Và cái chương trình khuyến mại này thì em sẽ tặng riêng cho anh em là 2 quả pin này nhé. Đấy, tặng riêng cho anh em là thêm 2 quả pin nữa. Đây, đấy, thêm 2 quả pin. Thì là cái laser con rán này phù hợp cho anh em chơi tất cả các dòng như là Kondo FX truyền thống đấy, tại vì chân của nó, chân dây của nó cực kỳ thấp nhé, vừa thấp. Nó sẽ giúp cho anh em là đây, căn chỉnh nó dễ dàng hơn. Em sẽ bỏ ra cho anh em nhé. Bên em mà đủ hết cho anh em là tia đỏ và tia xanh. Đấy, đây em sẽ bỏ ra cho anh em tia đỏ nhé, tia xanh, dây 11 và dây 20 đều đủ cả cho các bác. Cái dòng laser con rán này nó là cái dòng đời mới nhé, dòng đời mới. Đây, nó sẽ có hai công tắc này, công tắc bật tắt nhé. Và cái công tắc đây gạt, đấy đây gạt lên gạt xuống này và bật tắt. Đấy, cái đời mới nó sẽ như vậy. Phụ kiện của nó kèm theo gồm có là một, có là hai cái lục giác nhé, một cái lục giác để anh em chỉnh laser này, anh em chỉnh lên xuống, anh em cho đây, anh em xoáy này, và bên này là chỉnh trái phải nhé. Đấy, rất đơn giản. Đấy, một cái lục giác này. Còn có cái lục giác thứ hai đây. Lục giác thứ hai thì nó sẽ chỉnh chân dây cho anh em đây, hỗ trợ cho anh em là chân dây 11 và chân dây 20 nhé. Anh em nào lấy chân dây 11 thì báo em, thì em sẽ lấy cho anh em chân dây 11. Còn anh em nào mà lấy chân dây 20 thì cứ báo em nhé. Đấy, có đủ cho chân dây 11 và chân dây 20 cho anh em. Kèm theo cho anh em là 4 quả pin cúc áo. Anh em nào mà đây sẽ khuyến mại thêm cho anh em là 2 quả pin nữa nhé. Đấy, khuyến mại thêm cho anh em là 2 quả pin nữa. Tổng anh em có 6 quả pin. Đấy, trong cái chương trình đầu năm khuyến mại cho anh em. Đấy, còn giá nó vẫn thế, giá vẫn là 250.000 bao ship, giá không đổi cho anh em nhé, 250.000 bao ship cho anh em laser con rán. Cái chân dây của laser con rán này nó rất chia thấp, cho nên là nó gắn vào những cái dây Kondo hay dây FX thì nó sẽ không bao giờ chạm kính nhé, không bao giờ chạm kính. Đấy, rất chia gọn luôn nhé. Đây, hỗ trợ chân dây 11 và chân dây 20 laser con rán tia đỏ dưới anh em. Và bây giờ em sẽ lắp vào cho anh em xem, lắp vào luôn cho anh em nhé, lắp thực tế luôn cho các bác xem, lắp thực tế nhé. Đây, các bác chờ em một xíu, em bỏ cái ghế ra trong ngồi thôi. 4 quả pin nhé, 4 quả pin cúc áo thì là sẽ tặng thêm cho anh em là 2 quả pin nữa, tổng là 6 quả pin anh em nhé, tổng là 6 quả pin. Còn các bác nào mà mua thêm thì báo em. Thì là cái cách lắp pin thì nó cũng đơn giản thôi, giới thiệu cho anh em nào mà mới chơi chưa biết sử dụng nhé. Đây, ok anh em nhé, một quả pin này anh em lắp cho cái đầu dương ở bên trên nhé, đầu dương bên trên, đầu lò xo là chúng ta cho đầu âm xuống nhé, đầu dương đây, đấy nó đã có ký hiệu hết rồi, đầu dương cho lên trên. Đây là những cái núm bật tắt nhé, núm bật tắt anh em đây, đây núm bật tắt này. Là xe con rán này nhé, đúng bật tắt này. Đấy, anh em quan sát đây nhé, tia đỏ của nó này, đấy tia đỏ này, các bác quan sát tia đỏ này, công tắc này, bật tắt này, đấy các bác quan sát nhé, được chưa anh em? Rất chìa led luôn, rất nhỏ và led anh em nhé, rất nhỏ và led. Các bác nào mà không muốn cái công tắc này thì anh em có thể chuyển sang là đây, chuyển sang cho em là cái đấy, cái công tắc là gạt nhé, công tắc gạt, gạt lên gạt xuống, gạt sang, gạt trái ra phải nhé. Đây, đây gạt này, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Đấy, tia đỏ rất là nét, bật này, tắt này, tia đỏ hỗ trợ cho anh em bắn đêm, xin anh em. Đấy, rất là nét nhé, 250.000 bao ship, kèm theo cho anh em thêm là 2 quả pin nữa, là tổng anh em có là 6 quả pin nhé. Đấy,
một cái video ngắn giới thiệu những cái sản phẩm đến đây là kết thúc. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho em vào những số điện thoại em đang ghi một góc màn ảnh đây nhé, và có Zalo. Anh em nào muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video thì cứ add Zalo những số đó cho em là được. Một cái lời chúc sức khỏe đầu xuân năm mới thì em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.